Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Nghị sĩ Mỹ nên điều tra quan hệ giữa Biden và Trung Quốc. Hôm thứ Tư ngày 9 tây tháng 12, Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn cho rằng Thượng viện Hoa Kỳ nên điều tra mối quan hệ thân thiết bất thường giữa hai gia đình Joe Biden và Trung Quốc, theo Breitbart, trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart. Người dẫn chương trình Alex Morrow đã hỏi quan điểm của bà Blackburn về một báo cáo của Asia's nói về một nữ điệp viên Trung Quốc đã phát triển các mối quan hệ rất đáng ngờ với các chính trị gia ở tiểu bang California và có quan hệ tình cảm với ít nhất hai thị trường ở miền Trung Tây. Chúng ta nên biết rằng Trung Quốc không phải là bạn của chúng ta, bà Blackburn trả lời. Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Nga đó là trục ma quỷ mới. Và Trung Quốc đang thúc đẩy sự thống trị toàn cầu. Vì vậy, họ đang theo đuổi các chính sách ra mà họ cho là thân thiện với Trung Quốc. Họ đang nghiên cứu các thống đốc thân thiện với chính sách của Trung Quốc. Và họ đang lập danh sách về những người này, cũng như nhắm mục tiêu đến phạm vi ảnh hưởng xung quanh những cá nhân này. Molo hỏi, đây là một phần toàn bộ về vấn đề giả dụ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Đảng Cộng sản Trung Quốc có người trong vòng tròn cốt lõi quyền lực của Mỹ. Ông địch Đông thăng cho biết trong bài phát biểu rằng từ năm 1992 đến năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề khác nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mọi người có thấy gì không dù là loại khủng hoảng nào? cho dù đó là sự cố ngân hà tức là gen incident đánh bom đại sứ quán hay là đụng máy bay hết thảy mọi việc đều chỉ như chuyện vợ chồng cãi nhau lát sau làm lành và nó sẽ được giải quyết trong vòng hai tháng ông địch nói lý do là gì ở đây tôi tiết lộ một bí mật mọi người có thể sẽ rất chấn động chính là bởi chúng ta có người ở trên chúng ta có những người bạn lâu năm của chúng ta ở trong vòng tròn quyền lực cốt lõi nước Mỹ, ông Địch cho hay. Sau khi bài phát biểu được phát sóng, nó đã thu hút đông đảo dư luận trong và ngoài nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức đã xóa video này ra khỏi toàn bộ mạng lưới Internet Trung Quốc, nhưng nó đã được truyền rộng ở nước ngoài. Ngày 7 tháng 12, chương trình Tucker Carlson Tonight của Fox News cũng đã phát sóng một đoạn trong bài phát biểu của ông Địch Đông Thăng, đã được dịch sang tiếng Anh trên kênh YouTube cá nhân Inconvenient Truth by Jennifer Yang. Ngoài ra, Fox News cũng trích dẫn một câu chuyện nhỏ trong bài phát biểu của ông Địch, đó là làm thế nào mà vào năm 2015, một quý bà người Do Thái, chủ tịch khu vực châu Á của một tổ chức tài chính nổi tiếng hàng đầu ở phố Wall, đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc có được địa điểm tổ chức buổi họp báo phát hành sách mới của ông Tập Cận Bình ở Washington. Paolo Rossi, người hùng World Cup năm 1982 của Italia, qua đời ở tuổi 64. Rossi đã ghi 20 bàn sau 48 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Ý. Người hùng World Cup năm 1982 của Italia, Paolo Rossi đã qua đời ở tuổi 64, gia đình ông cho biết Rossi đã trở thành một cái tên nổi tiếng sau khi dẫn dắt tuyển Italia giành chiến thắng tại giải đấu ở Tây Ban Nha là vua phá lưới và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất. Ở cấp độ câu lạc bộ, Rossi lần đầu tiên nổi tiếng với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Vicenza, chuyển đến Juventus và sau đó chơi cho AC Milan. Ông qua đời vào thứ năm, sau những gì báo chí ý đưa tin là một căn bệnh lâu dài. Vợ của ông Rossi, Fedosia Fedoriska Capaletti đã đăng một bức ảnh chụp họ cùng nhau trên mạng xã hội với dòng chữ "per sempre", tức là mãi mãi, mà không tiết lộ nguyên nhân cái chết của chồng thành tựu mới của Tổng thống Trump, Israel và Maroc bình thường hóa quan hệ. Tổng thống Trump hôm thứ Năm ngày 10 tháng 12 cho biết Israel và Maroc đã đồng ý bình thường hóa quan hệ trong một thỏa thuận do Nhà Trắng làm trung gian. Đây được xem là một thành tựu ngoại giao nữa của chính quyền Tổng thống Trump theo The Upper Time. Sự kiện này đưa Maroc trở thành quốc gia thứ tư sau Ả Rập Thống Nhất, được viết tắt là UAE. Bahrain và Sudan. Trong bốn tháng qua, gác lại mối quan hệ thù địch với Israel để xây dựng mối quan hệ hòa bình với nhà nước Do Thái. Một nước, một bước đột phá lịch sử khác ngày hôm nay. Hai người bạn tuyệt vời của chúng ta là Israel và Vương quốc Maroc đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Một bước đột phá lớn cho hòa bình ở Trung Đông. Tổng thống Trump viết trên Twitter việc Maroc đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel liên quan đến việc Mỹ công nhận chủ quyền của quốc gia Bắc Phi đối với toàn bộ lãnh thổ Tây Sahara, một vùng sa mạc có tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ mở lãnh sự quán ở Dakla, lãnh thổ Tây Sahara, để giúp thúc đẩy kinh tế và cơ hội kinh doanh cho khu vực. Airpods Max, sản xuất ở Việt Nam, nhưng nhà máy thuộc sở hữu Trung Quốc. Apple đang tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở Trung Quốc bằng cách cho AirPods Max được sản xuất tại Việt Nam, nhưng hiện tại các nhà máy lắp ráp dẫn cho các công ty Trung Quốc sở hữu. Theo Apple Insider, sau những động thái rời khỏi Trung Quốc trước đây để giảm bớt tác động từ cuộc chiến thương mại của chính quyền Trump, Apple được cho là sẽ lắp ráp AirPods Max mới tại Việt Nam, cho thấy Apple đang đẩy nhanh việc chuyển chuỗi cung ứng liên quan ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà máy lắp ráp tai nghe vẫn thuộc sở hữu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Theo nguồn tin của trang The Times, tai nghe này đang được lắp ráp bởi các công ty Luxshare Precision Industry và GoTech của Trung Quốc. Theo các nguồn tin giấu tên nói rằng hai công ty Trung Quốc đã đánh bại các đối thủ Đài Loan để gói thầu này. Mặc dù Inventec Appliances của Đài Loan đã tham gia vào quá trình phát triển AirPods Max theo một cách nào đó. Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin về việc Apple muốn di chuyển các chuỗi cung ứng của mình ra khỏi Trung Quốc. Cuối tháng 11, nguồn tin của Reuters khẳng định Foxconn sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp iPad và Mac, MacBook sang Việt Nam do yêu cầu từ Apple. Em trai Joe Biden bị điều tra. Một thành viên khác trong gia đình ứng viên Tổng thống Dân Chủ Joe Biden đang bị điều tra liên bang theo một báo cáo của Politico công bố vào thứ Tư ngày 9 tây tháng 12. Hãng Politico đưa tin James Biden, em trai của ông Joe Biden, đang trong tầm ngắm của các nhà điều tra liên bang. Các nhà chức trách liên bang ở quận Tây, 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 Pennsylvania đang điều tra bệnh viện AmeriCorps Health hiện đã phá sản, đã đặt câu hỏi về vai trò của ông James Biden trong công ty này. Hai nguồn tin biết thông tin trực tiếp về cuộc điều tra nói với Politico. Hai bệnh viện điều hành bởi AmeriCorps Health trước đây đã bị FBI điều tra vào tháng 1, FBI đã đột kích vào một trong những bệnh viện của AmeriCorps Health và thu thập được một số chứng cứ. Tin tức này xuất hiện sau khi Hunter Biden, con trai của Joe Biden, thừa nhận anh ta bị bồi thẩm đoàn thông qua văn phòng công tố viên Mỹ ở bang Delaware điều tra các vấn đề về gian lận thuế từ năm 2018. James Biden từ chối trả lời câu hỏi của Fox News về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của gia đình ông. Gần 900 chính trị gia từ 35 quốc gia kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Ngày Nhân quyền quốc tế hàng năm, ngày 10 tháng 12, toàn thế giới đã lên tiếng ủng hộ người dân Trung Quốc tố cáo hình sự đối với Giang Trạch Dân vì đàn áp Pháp Luân Công, đạo luật Magnitsky phiên bản châu âu cũng đã có hiệu lực và úc cũng bắt đầu trình đạo luật tương tự luật sư chu uyên kỳ điều phối viên chính hoạt động năm nay đã công bố số liệu thống kê toàn cầu mới tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế đã áp dụng quy tắc lập pháp thống nhất để truy tố kẻ ác phản nhân quyền giang trạch dân hành động này đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc bảo vệ nhân quyền quốc tế theo sao Of Hope, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở New York hôm ngày 9 tháng 12, cũng đã đưa ra một thông cáo báo chí cho biết tính đến nay 897 chính trị gia đa đảng từ 35 quốc gia và khu vực đã tham gia hoạt động ký tên chung lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này luật sư Chu Uyển Kỳ tuyên bố rằng từ tháng 7 năm 1000 năm 2015 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, hơn 3,8 triệu người ở 37 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau ký tên tố cáo hình sự đối với kẻ từng đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân về tội ác chống lại loài người. Báo cáo cuộc bức hại Pháp Luân Công trên tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý. Thử nghiệm Texas, nhà lập pháp Texas gợi ý khả năng ly khai khỏi liên bang. Một nhà lập pháp tiểu bang Texas cho biết, ông có kế hoạch đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý thúc đẩy tiểu bang này ly khai khỏi Mỹ, theo Fox News. Chính phủ liên bang mất kiểm soát và không đại diện cho các giá trị của người Texas. Đó là lý do tại sao tôi cam kết đệ trình đệ trình luật trong phiên họp này sẽ cho phép một cuộc trưng cầu dân ý để người dân Texas bỏ phiếu để khẳng định lại vị thế của mình với tư cách là một quốc gia độc lập. Dân biểu Kyle Biderman thuộc đảng Cộng Hòa cho biết trong một tuyên bố. Ông Biden cho biết dự luật sẽ dựa trên điều 1 phần 2 của Hiến pháp Texas có nội dung Tất cả quyền lực chính trị đều thuộc về nhân dân và tất cả các chính phủ tự do đều được thành lập dựa trên thẩm quyền của họ và được thành lập vì lợi ích của họ. Niềm tin của người dân Texas đứng lên cam kết duy trì một hình thức chính phủ Cộng hòa và chỉ với giới hạn này họ luôn có quyền không thể chuyển nhượng trong việc thay đổi cải cách hoặc bãi bỏ chính phủ của họ theo cách họ thấy phù hợp. Texas đã rời khỏi liên bang một lần trước đây sau nội chiến và tái thiết. Texas gia nhập hoàn toàn vào liên bang vào năm 1870. Biển Đông Trung Quốc nhắc lại không thừa nhận phán quyết của tòa là hề. Trung Quốc khẳng định sẽ không chấp nhận và không thừa nhận phán quyết của tòa trọng tài La Hay năm 2016 bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông của Bắc Kinh. Hãng tin ABS và CBN ngày 11 tháng 12 năm 2020 trong thư trả lời báo chí Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Hoàng Khiên tức là Hoàng Liên, nhấn mạnh tranh chấp giữa đôi bên phải được giải quyết thông qua đối thoại và cho đó là hướng đi tốt nhất, phù hợp với lợi ích của các bên tranh chấp trong khu vực. Đại sứ Trung Quốc nhắc lại rằng lãnh đạo hai nước đã đạt được một đồng thuận quan trọng về cách xử lý đúng đắn vụ tranh chấp này. Được cho là nền tảng cơ bản vực dậy quan trọng hệ song phương lập trường của Trung Quốc trong vụ việc này là nhất quán và rõ ràng. Bắc Kinh không chấp nhận và sẽ không tham gia vào quá trình phân xử cũng như là không chấp nhận hoặc công nhận đều gọi là phán quyết của La Hay. Giải mật tài liệu Obama liên quan đến âm mưu chống Trump của Hillary Clinton. Ngày 6 tháng 10, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe đã giải mật một vài phần thuộc hai tài liệu cho thấy cựu giám đốc CIA John Brennan cùng cựu Tổng thống Obama có liên quan đến kế hoạch buộc tội ông Trump thông đồng Nga để chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016 của bà Hillary Clinton. Theo Fox News, ông Brad Clip đã giải các ghi chú viết tay của ông John Brennan, một người chống Trump mạnh mẽ đồng thời là cựu giám đốc CIA. Ghi chú này được viết sau khi Brennan trò chuyện với Obama về kế hoạch của bà Hillary Clinton nhằm cáo buộc Trump có liên quan đến hoạt động tình báo Nga. Bản ghi chú của ông Brennan có đoạn, chúng tôi đang nhận được thông tin chi tiết bổ sung về các hoạt động của Nga đến từ bị che vì kiểm duyệt, cáo buộc CITC được viết tắt, được Hillary Clinton chấp nhận bằng bản đề xuất từ một trong những những cố vấn chính sách đối ngoại của bà ấy nhằm phỉ bán ông Donald Trump bằng cách khuấy động vụ bê bối cáo buộc Trump thông đồng với cơ quan an ninh Nga. Các ghi chú có đề ngày vào ngày 28 tháng 7, Fox đưa tin. Trong một bài đăng trên Twitter ngày 7 tháng 10, bà Catherine Hurridge của CBS News một trong những nhà báo sắc bén nhất đưa tin về vụ lừa đảo thông đồng Trump và Nga đã lưu ý rằng chỉ vài ngày sau ngày 28 tháng 7, mốc thời gian trên tờ ghi chú của Brennan, FBI đã mở cuộc điều tra về thông đồng Trump và Nga. Covid-19, Mỹ huy động phương tiện khổng lồ cho chiến dịch tiêm chủng tại Hoa Kỳ. Chương trình tiêm chủng ngựa đại trà bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020. Sau khi vaccine của Viện Bảo chế Pfizer được đèn xanh của FDA, Cơ quan An toàn Thực phẩm và được dược phẩm vaccine được phân phối cho bệnh viện và trung tâm ngừa trên toàn quốc, vào sáng thứ hai có một hệ thống tiếp liệu khổng lồ chiến dịch Warp Speed vận tốc ánh sáng được quân đội hỗ trợ. Từ New York, thông tin viên Lubna Anneki tường thuật. Chưa bao giờ Hoa Kỳ tiến thành một chiến dịch tiêm ngừa với quy mô to lớn như thế. 3 triệu liều đầu tiên xuất kho từ hai viện bào chế của Pfizer ở Michigan và Wisconsin vào sáng Chủ nhật. Vaccine được chở trên các xe vận tải đặc biệt và sau đó bằng máy bay vận tải để được phân phối trên toàn lãnh thổ. 150 bệnh viện và trung tâm tiêm ngừa đầu tiên nhận thuốc kể từ thứ hai, ngày 14 tháng 12, 450 địa điểm còn lại vào thứ ba. Chiến dịch đòi hỏi phương tiện hầu cần lớn bởi vì phải chạy đua với thời gian. Nước Mỹ lại rộng lớn, trải trên nhiều múi giờ và nhất là vaccine của Pfizer cần được bảo quản ở độ lạnh 70 độ C. Hai công ty tư nhân là FedEx và UPS đảm trách vận chuyển, phân phối và sẽ được quân đội hỗ trợ khi cần thiết như trong trường hợp giao thông ùn tắc hay thời tiết xấu, làm chậm chuyến giao hàng. Mọi xe vận tải đều có trang bị hệ thống định vị GPS để được giám sát từng bước công việc phân phối và giải quyết trước mọi vấn đề nếu có. Hôm thứ Bảy, tướng Gus Pona, người điều hành chiến dịch Warp Speed, cho biết đã hoàn tất mọi chuẩn bị để bảo đảm các công tác được an toàn. Đây là một chiến dịch được sửa soạn chu đáo và phối hợp nhịp nhàng, tôi chắc chắn 100% là chúng ta sẽ thành công. Theo AFP, chiến dịch tiêm ngừa được khởi động tại Mỹ vào lúc số ca lây nhiễm tăng vọt với hơn 1,1 triệu trường hợp mới trong 5 ngày gần đây và số nạn nhân tử vong lên gần 300.000 công ty công nghệ lớn chuyển trụ sở chính từ thung lũng Silicon đến Texas. Ngay khi không thông tin dân biểu Kyle Biderman đề xuất tách Texas khỏi Mỹ, Oracle đã có động thái bất ngờ. Ngày 12 tới tháng 12, Oracle là cái tên mới nhất thông báo để chuyển trụ sở chính khỏi thung lũng Silicon. Bang California công ty này cho biết sau 4 thập niên hoạt động tại California, Oracle sẽ chuyển trụ sở chính về Austin, Texas. Oracle, một công ty phần mềm bán rễ gần như lâu nhất ở khu vực vịnh San Francisco Bay Area, đã phải gói ghém đồ đạc để rời đến Texas trong bối cảnh các công ty công nghệ ở thung lũng Silicon lần lượt rời đi theo The Federalists. Mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn, trong khi lại có ít hơn các khoản thuế vô lý, ít hơn các ngăn trở vi dịch viêm phổi Vũ Hán và ít hơn các ràng buộc kinh doanh. Hôm nay, đại cử tri sẽ bỏ phiếu chính thức bầu tổng thống Mỹ. Đại cử tri sẽ tập trung tại các thủ phủ của các bang trên khắp nước Mỹ, hôm nay, ngày 14 tháng 12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ theo Reuters. Trong hệ thống đại cử tri đoàn phức tạp của Mỹ, khi cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống về mặt kỹ thuật, họ đang bỏ phiếu cho một nhóm đại cử tri để đi bầu cho ứng cử viên. 538 đại cử tri này được phân bố cho các bang theo dân số, được gọi là cử tri đoàn. Hôm nay, các đại cử tri sẽ họp tại thủ phủ bang mình để bỏ phiếu, mỗi người một phiếu cho Tổng thống và Phó Tổng thống. Tại Hoa Kỳ, một ứng cử viên trở thành Tổng thống không phải bằng cách giành được đa số phiếu phổ thông trên toàn quốc mà phải thông qua hệ thống đại cử tri đoàn. Phân bổ số phiếu đại cử tri cho 50 tiểu bang và thủ đô Washington DC mà phần lớn dựa theo dân số. Ông Edward B. Foley, giáo sư luật và giám đốc chương trình luật bầu cử thuộc Đại học Bang Ohio, nói với hãng tin AP ngày thứ hai, "Này thực sự là cuộc bỏ phiếu chính thức cho tổng thống Hoa Kỳ." theo hệ thống đại cử tri đoàn của chúng ta. Ông nói thêm, mọi thứ khác cho đến thời điểm này thực sự là khúc dạo đầu cho ngày thứ hai. Đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang của đảng này chỉ định đại cử tri riêng của mình về cơ bản là phớt lờ ý chí của cử tri. Nhưng các nhà lập pháp các bang đã bỏ phiếu ý kiến này theo Reuters. Trung Cộng thiếu gạo lần đầu tiên nhập cảng từ Ấn Độ sau 30 năm. Năm nay, trung cộng khan hiếm lương thực nghiêm trọng, khiến chính phủ không thể không nhập cảng từ Ấn Độ đây là lần đầu tiên nước này mua gạo từ Ấn Độ trong vòng 30 năm qua. Chính phủ Ấn Độ khá vui mừng vì điều này, tuy nhiên người Ấn Độ lại bày tỏ sự bất mãn. Hiện nay ít nhất 70% lương thực trung cộng phụ thuộc vào nhập cảng. Theo tin từ FX 168 Financial News ngày 1 tháng 12, quan chức phụ trách lương thực của Ấn Độ cho biết do cung ứng gạo ở Thái Lan, Myanmar và Việt Nam có xu hướng thắt chặt trong khi chính phủ Ấn Độ giảm giá mạnh nên Trung Cộng đã bắt đầu nhập cảng gạo từ Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm qua. Theo tính toán của một hãng truyền thông tại Trung Cộng Đại Lục, năm nay do dịch bệnh virus Trung Cộng và tình hình thiên tai lũ lụt nên sản lượng thóc ở Trung Cộng sụt giảm lên tới 30%. Tuy nhiên, các quan chức không công bố số liệu cụ thể. Hôm 4 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông này, anh Mao, một người dân Vũ Hán, cho biết mặc dù anh không hiểu rõ về xu thế gạo, xu thế giá gạo, tuy nhiên giá gạo tăng là điều chắc chắn. Vì tôi không phải là người nấu ăn, nên tôi cũng không chú ý tới việc khan hiếm lương thực, nhưng theo quan sát của tôi, tất cả các loại thực phẩm đều lên giá dù chưa tới mức giành giật của nhau. Tài liệu gần 2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc tại lãnh sự quán Anh và các tập đoàn lớn của Anh và Mỹ. Một cơ sở dữ liệu bị Rory gần đây tiết lộ có 1,95 triệu thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm việc tại các trường đại học tập đoàn lớn và lãnh sự quán Anh trên khắp thế giới. Theo một báo cáo ngày 12 tháng 12 của tờ Daily Mail, Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc, một liên minh toàn cầu của các nhà lập pháp, đã nhận được cơ sở dữ liệu này từ một nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc, không rõ danh tính. IPAC sau đó đã chia sẻ tài liệu này với bốn công ty truyền thông. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 11, Liên minh cho biết một trong những đại diện của họ đã nhận được cơ sở dữ liệu này từ một nguồn phi chính phủ và các chuyên gia của liên minh đã xác minh lại danh sách. Theo IPAC, cơ sở dữ liệu có tên ngày tháng năm sinh và dân tộc. Một số nhân vật có địa chỉ và số điện thoại tài liệu này lần đầu tiên bị rò rỉ trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào năm 2016. Theo thông tin trong dữ liệu, các công ty lớn của Airbus, Rolls-Royce và Boeing đã tuyển dụng hàng trăm thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, hãng sản xuất dược phẩm như Pfizer và AstraZeneca tuyển dụng tổng cộng 123 đảng viên. Các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng làm việc trong công ty sản xuất ô tô Jaguar Land Rover của Anh hầu hết các thành viên đảng cộng sản Trung Quốc trong cơ sở dữ liệu đều đến từ Thượng Hải. Facebook, YouTube tăng mạnh gỡ bài, xóa tài khoản chống đảng nhà nước Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa cho biết các mạng xã hội Facebook và YouTube đầu năm đến nay đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết bị cho là vi phạm luật pháp và xóa hàng trăm tài khoản. Phen page và các kênh chứa thông tin, tuyên truyền chống nhà nước, chống đảng theo yêu cầu của bộ này. Trong văn bản, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về các biện pháp phòng chống luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch chống cộng cực đoan trên không gian mạng, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết sau khi bộ này triển khai nhiều giải pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google, Apple. Tuân thủ yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn và gỡ bỏ các thông tin bị cho là xấu, độc. Chỉ riêng Facebook đã gỡ đến 2.311 bài viết, tăng 400% so với cả năm ngoái, tính đến ngày 10 tây tháng 11. 290 tài khoản bị cho là giả mạo cá nhân, tổ chức tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam cũng đã bị xóa bỏ cùng với 154 fanpage đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước bôi nhọ xúc phạm gây mất uy tín nhiều cơ quan, tổ chức doanh nghiệp cá nhân, văn bản của Bộ Thông tin Tin truyền thông cho biết thêm. Riêng với Google, tính đến ngày 10 tháng 11, trang YouTube của tập đoàn này đã ngăn chặn và gỡ bỏ đến 29.000 2009, video clip bị cho là vi phạm luật pháp Việt Nam và xóa 24 kênh YouTube phản động, thường đăng nội dung chống phá chế độ, chống phá đảng, nhà nước. Theo Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, mỗi kênh trong số này có hàng nghìn video và tỷ lệ gỡ chặn của YouTube là 87%. Bill Gates có mối liên hệ với hãng phần mềm đếm phiếu bị cáo buộc thao túng bầu cử Mỹ. Bill Gates và Microsoft đã có mối quan hệ với Smartmatic, một công ty bán phần mềm máy bỏ phiếu bị cáo buộc hỗ trợ gian lận, gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được 20 năm từ năm 2000. Cụ thể Microsoft đã trao cho Smartmatic một giải thưởng vào năm 2000. Ứng dụng phần mềm Smartmatic được dùng trong các máy đếm phiếu của Dominion đã bị cáo buộc đánh cắp cuộc bầu cử cho những nhà độc tài đang điều hành đất nước Venezuela và Hugo Chavez. Và gần đây nhất là Nicola Maduro, cũng như đánh cắp một chiến thắng của Joe Biden từ tay Tổng thống Trump. Trước đó đã có các báo cáo về việc Bill Gates có liên hệ với Smartmatic và giám đốc điều hành của công ty này vào năm 2015. Nhưng cho đến gần đây, mối quan hệ giữa Gates với Smartmatic mới được phát hiện đã thay ngén suốt từ năm 2000. Trong một bài đăng trên Wayback Machine, một kho lưu trữ kỹ thuật số của World Wide Web và những thông tin khác trên Internet, chuyên dùng để tìm các bài viết cũ trong quá khứ, Smartmatic cho biết họ đã được Microsoft trao thưởng vào năm 2000. Một bài đăng tương tự trên trang chủ Smartmatic về sự kiện này cũng xuất hiện vào cùng thời điểm. Có thể thấy Bill Gates và Microsoft đã có mối quan hệ với Smartmatic trong suốt 20 năm. Phó Tổng thống Pence, Ngoại trưởng Pompeo yêu cầu phóng thích tức thì trùm truyền thông Jimmy Lai. Ông Lê Trí Anh, tức là Jimmy Lai, nhà sáng lập kênh truyền thông ủng hộ dân chủ nổi tiếng Hồng Kông, Next Media Group, gần đây đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì vi phạm luật an ninh quốc gia mới, theo Sound of Hope, trong phiên tòa, tòa tại Tòa án Tây Cửu Long sáng hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 12. Đơn xin tại ngoại của ông Lê Trí Anh đã bị từ chối và vụ xét xử bị tạm hoãn cho đến ngày, cho đến tháng 4 năm sau. Theo đó, ông Lê Trí Anh sẽ bị giam, tạm giam cho tới ngày mở lại phiên tòa vào năm tới. Trước vụ việc này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã ca ngợi ông Lê Chí Anh là một anh hùng kiên định đấu tranh cho nền dân chủ của nhân dân Hồng Kông, đồng thời trực tiếp chỉ trích việc chính quyền Hồng Kông buộc tội ông Lê Chí Anh đã đang xúc phạm tất cả những người yêu tự do trên thế giới. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng bày tỏ sự ủng hộ của ông Lê Chí Anh trên Twitter khi viết: "Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông là một sự nhạo báng công lý" tội ác duy nhất của ông Lê Trí Anh chính là can đảm nói lên sự thật về chế độ độc tài và nỗi sợ hãi tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông yêu cầu chính quyền Hồng Kông hủy bỏ mọi cáo buộc và thả tự do cho ông Lê Tri Anh ngay lập tức. Joe Biden ho liên tục khi phát biểu. Ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi ho và hắng giọng nhiều lần trong suốt bài phát biểu sau khi có kết quả bầu cử từ đại tri đoàn. Joe Biden, 78 tuổi, vào tối ngày 14 tháng 12, sáng 15 tháng 12 giờ Hà Nội, có bài phát biểu được truyền hình trực tuyến tại thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware. Tuy nhiên, giọng của Biden đôi khi bị khàn và ông phải cao lỗi sau vài lần ho. Điều này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội Twitter một người. Đếm được Biden đã hắng giọng ít nhất 17 lần trong suốt bài phát biểu dài 14, 14 phút. Ai đó nên cho ông ấy một cốc nước. Nhà làm phim, nhà hoạt động Michael Moore viết. Biden liên tục hắng giọng và ho trong bài phát biểu, nhất là phần đầu. Scott Detrow, phóng viên chính trị của kênh NPR, bình luận đó là cơn ho dai dẳng nhất mà tôi từng nghe. Joe Biden gặp khó khăn khi phát biểu do có vấn đề ở cổ họng. Nhà báo Bill O'Reilly nhận xét ông ấy sẽ rất khôn ngoan nếu nói rằng mình sẽ xem xét các cáo buộc gian lận bầu cử để trấn an những cử tri giận dữ. Ông ấy đã không làm thế. Ông ấy đã mất cơ hội. Nhiều người đặt nghi vấn về sức khỏe và trí tuệ của ông ứng viên Biden. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông đã không ít lần nói nhầm, mới đây ông thậm chí còn nói sai tên cơ quan chính phủ Mỹ, Tiến sĩ Ronnie Jackson, cựu bác sĩ tòa Bạch ốc lo ngại ứng viên Đảng dân chủ Joe Biden không đủ khả năng nhận thức hoặc sức khỏe thể chất để trở thành tổng thống Mỹ. Chiến dịch tin tặc Nga đột nhập các hệ thống nhạy cảm của Mỹ vào ngày 25 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất rằng Nga và Mỹ nên cùng đảm bảo không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp ICT và công nghệ cao. Trùng hợp đúng lúc ông đang nói, một nhóm đặc nhiệm tình báo Nga dường như đã ở sâu bên trong các mạng nhạy cảm bao gồm Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Đây được cho là cuộc tấn công mới nhất trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn của Nga và rất tinh vi. Khả năng tập hợp phản ứng trước các cuộc xâm nhập của Mỹ khó có thể được cùng cố bằng việc Tổng thống Donald Trump sa thải Chris Krebs, người đứng đầu cơ quan phòng thủ an ninh mạng của Mỹ, vào ngày 17 tháng 11, vì đã công khai khẳng định tính hoàn toàn, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2017, ông trump đã đưa ra ý tưởng về một đơn vị an ninh mạng không thể xâm nhập giữa mỹ và nga để chống lại hát bầu cử và nhiều điều tiêu cực khác khiến nhiều quan chức của ông bất bình tuy nhiên vấn đề xâm nhập mạng quy mô lớn đã có từ trước thời trump và sẽ tiếp tục làm đau đầu những người kế nhiệm của ông nghị sĩ úc kêu gọi tổng thống trump ân xá người sáng lập wikileaks nghị sĩ úc george christensen trong một video khẩn cầu Tổng thống Trump ân xá cho người sáng lập nền tảng Wikileaks. Nghị sĩ Úc George Christensen, Christensen đã đưa ra đơn yêu cầu. Ông ân xá cho Julian Assange. Christensen cũng phát hành một video kêu gọi và thúc giục Tổng thống Trump bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Khối đảng Dân Chủ đang tìm cách tiêu diệt nó. Assange là một công dân Úc hiện đang bị giam giữ ở Anh để chờ phán quyết của tòa án về việc dẫn độ ông sang Mỹ để đối mặt với những cáo buộc cực đoan liên quan đến hoạt động xuất bản của mình. Trong một bức thư ngỏ gửi cho Tổng thống, nghị sĩ, nghị sĩ Christensen viết rằng nếu ngài với tư cách là Tổng tư lệnh ân xá cho Julian Assange, ngài sẽ đảm bảo rằng lợi ích quốc gia được bảo vệ và sự thật sẽ chiến thắng, chúng ta không thể để nhà nước ngầm chiến thắng. Ngài có cơ hội chứng minh với tư cách là người bảo vệ hiến pháp rằng pháp quyền là tối quan trọng và bảo vệ chúng tôi khỏi việc đảng Dân Chủ sẵn sàng vi phạm tù chính án thứ nhất bằng bất cứ giá nào. Ông Christensen nói thêm. Ông Christensen kết luận rằng, chúng tôi cảm ơn Ngài vì cam kết trung thành của Ngài với người dân và khẩn cầu Ngài Hãy bảo đảm rằng Julian Assange không trả tiền cho những kẻ tìm cách phá hủy mọi thứ giúp nước Mỹ vĩ đại. Các ngài là niềm hy vọng của mọi người. Facebook lại bị Úc khởi kiện về xâm nhập dữ liệu người dùng. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ủy ban cạnh tranh của người tiêu dùng Úc (ACCC) đã đệ trình các thủ tục lên tòa án liên bang Úc trong đó cáo buộc Facebook có hành vi sai trái gây hiểu lầm và lừa đảo đối với người tiêu dùng nhằm trục lợi khi quảng cáo ứng dụng di động Onevo Protect. Cụ thể, gã khổng lồ công nghệ Facebook đang phải đối mặt với các cáo buộc đánh lừa, đánh lừa người người tiêu dùng Úc thông qua một ứng dụng con của tập đoàn này, trong đó có chứa nội dung liên quan đến quyền riêng tư nhưng đã được sử dụng nhằm theo dõi và khai thác hàng loạt dữ liệu của người dùng cho các mục đích thương mại riêng của Facebook. Onevo Protect là một ứng dụng phần mềm mạng riêng ảo được viết tắt là VPN, được Facebook mua lại vào năm 2013, đổi tên thành Facebook Israel vào năm 2014. Vào năm 2018, Onevo bị chính Facebook gỡ bỏ khỏi thị trường cung cấp ứng dụng trực tuyến Apple Store do vi phạm chính sách liên quan đến vụ thu thập dữ liệu từ một ứng dụng không phải là ứng dụng Facebook, Onevo Protect cũng bị xóa khỏi cửa hàng Google Play và ngừng hoạt động vào năm 2019. Nhật Bản viện trợ 7 dự án không hoàn trả cho Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản vừa ký viện trợ 7 dự án không hoàn lại quy mô nhỏ dành cho các địa phương của Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 16 tháng 12. Theo thông tin được cho biết, tại buổi lễ ký kết giữa chính phủ hai nước tại đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam, buổi lễ tại Hà Nội có sự tham gia của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio và đại diện các đơn vị thực hiện dự án. Bài dự án được nêu danh bao gồm dự án xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho xã Tân Lập, huyện Trợ Đồn tỉnh Bắc Cạn có trị giá 76.800 US dollars. Covid, chuyên gia Hoa Kỳ nói vaccine Moderna an toàn và hiệu quả. Các nhà quản lý nói vaccine của Moderna an toàn và hiệu quả 94%, dọn đường cho việc cấp phép khẩn cấp của Hoa Kỳ. Nhận định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, Hoa Kỳ có nghĩa là Moderna đã thể thành có thể thành vaccine virus corona thứ hai được phép sử dụng ở Mỹ. Sự kiện này xảy ra một ngày sau khi người Mỹ trên toàn quốc bắt đầu được trùng ngừa với vaccine Pfizer-BioNTech. Tin được công bố khi số người chết vì virus corona ở Mỹ vượt qua. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Điểm tin Thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Chúc quý khán thính giả một ngày được lành mạnh, an toàn. Nhất là thời tiết hiện tại bây giờ tuyết đang rất là lớn. Nhất là đang ở tiểu bang của Ngọc Dung và thành phố Ngọc Dung ở Lancaster, tuyết hôm nay có thể lên tới 14 và 16 inch. À, cái này đạt kỷ lục khoảng mấy chục năm về trước, mọi quý vị. Mà Lancaster bây giờ đang xảy ra thành thử tất cả mọi người trong anh nhà trong nhà và an toàn giữ ấm cúng xin quý vị hãy cùng nhau chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tổng thống trump để ông ta được tái đắc cử và nước mỹ của chúng ta sẽ được thành lập là một nước mỹ thật là dũng mạnh và toàn thế giới trong đó có cả nước việt nam chúng ta luôn kính chúc quý vị một lần nữa một ngày thật an lành ấm cúng và bình an hạnh phúc kính chào quý vị